Trên màn hình, cô có một hình tam giác. Cô đặt tên cho nó là hình tam giác ABC. Đố các con biết hình tam giác này gồm những cạnh nào nào? À, chắc chắn nó là cạnh AB, cạnh BC và cạnh CA rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Cạnh AB có độ dài là 3 cm, cạnh BC có độ dài là 5 cm và cạnh CA dài 4 cm. Còn bây giờ là nhiệm vụ dành cho các con đây. Con hãy tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác ABC. Để tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác ABC này, chúng ta sẽ làm phép tính gì? Các con hãy suy nghĩ nhé. Nhớ lấy giấy nháp và bút ra để tính thật cẩn thận. Bạn nào tính nhẩm được, khuyến khích các con nên tính nhẩm. Các con đã có kết quả chưa? Hãy cùng kiểm tra với cô nhé. Để tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác ABC, cô làm tính cộng. Do đó, cô lấy độ dài của cạnh AB cộng với độ dài của cạnh BC và cộng với độ dài của cạnh CA. Do đó, cô được phép tính 3 cm cộng 5 cm cộng 4 cm bằng 12 cm. Các con biết không, người ta gọi tổng độ dài các cạnh của một hình là chu vi của hình đó. Vậy thay vì nói tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là 12 cm, cô còn có thể nói chu vi của hình tam giác ABC là 12 cm. Không chỉ hình tam giác có tên gọi ABC ở trên, mà tất cả các hình tam giác khác nhau cũng vậy. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác chính là chu vi của hình tam giác đó. Do vậy, cô có ghi nhớ tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình đó. Như vậy, để tính được chu vi của hình tam giác, các con phải làm gì nào? À, chắc chắn các con phải tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác rồi đúng không nào? Quay trở lại bài toán, thay vì đặt lời giải là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC, thì các con thử nghĩ xem chúng ta nên đặt lời giải như thế nào? Để tính chu vi hình tam giác ABC này, thì cô sẽ đặt lời giải là chu vi hình tam giác ABC là. Và sau này, khi tìm chu vi hình tam giác, bất kỳ hình tam giác nào cũng vậy, các con sẽ đặt lời giải tương tự nhé. Và nhớ tên của hình tam giác nha các con. Sau đó, phép tính, cô lấy lần lượt độ dài các cạnh của hình tam giác cộng với nhau và đơn vị cô để vào trong ngoặc. Các con đừng quên đáp số nhé. Các con ơi, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về chu vi hình tam giác xong và đã biết được cách tính chu vi hình tam giác rồi. Bây giờ, các con hãy cùng với cô bước vào phần 2, chu vi hình tứ giác. Các con còn nhớ hình tứ giác có bao nhiêu cạnh không nào? À, chắc chắn là một hình tứ giác phải có 4 cạnh rồi đúng không nào? Trên màn hình cô đang có một hình tứ giác E, D, H, G. Hình tứ giác này có 4 cạnh với độ dài các cạnh lần lượt là ED bằng 3 cm, DH bằng 6 cm, HG bằng 4 cm và GE bằng 2 cm. Các con ơi, ở phần 1 về tính chu vi hình tam giác, cô có nói tổng độ dài các cạnh của một hình là chu vi của hình đó. Và chúng ta cũng đã tính chu vi hình tam giác bằng cách tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác. Vậy đối với hình tứ giác, các con hãy thử suy nghĩ xem ta sẽ tính chu vi hình tứ giác EDHG này như thế nào? Các con đã có kết quả rồi đúng không nào? Hãy cùng kiểm tra với cô nhé! Ở hình tam giác, chúng ta có ba cạnh. Do đó, khi tính chu vi của hình tam giác, chúng ta chỉ việc lấy độ dài ba cạnh của hình tam giác cộng lại với nhau. Nhưng đối với hình tứ giác, chúng ta có 4 cạnh. Vậy, để tính được chu vi của hình tứ giác, thật đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ việc tính tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác. Cụ thể với hình tứ giác EDHG này, khi tính chu vi của hình tứ giác EDHG, cô chỉ việc tính tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác này. Cụ thể, cô lấy độ dài của cạnh ED cộng với độ dài của cạnh DH cộng với độ dài của cạnh HG và độ dài của cạnh GE. Do đó cô có phép tính 3 cộng 6 cộng 4 cộng 2 bằng 15 cm và đáp số
Như vậy, cô đã tính được chu vi của hình tứ giác EDHG này là 15 cm rồi đó các con. Vậy, cô có được ghi nhớ tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình đó. Các con ơi, như vậy là các con đã vừa cùng với cô tìm hiểu về nội dung kiến thức mới, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Bây giờ, hãy cùng cô ôn lại một lần nữa nhé. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình đó. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình đó. Các con đã nắm kiến thức thật chắc chưa nào? Bây giờ hãy cùng với cô bước vào phần 3, luyện tập, vận dụng những kiến thức đã học vào bài tập thôi nào. Ở bài tập đầu tiên chính là bài tập 1 trang 130. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là A 7 cm, 10 cm và 13 cm. Các con ơi, đề bài cho các con gì vậy? Không hề khó tí nào đúng không? Đề bài đã cho chúng ta độ dài các cạnh của hình tam giác này đó con. Và đề bài hỏi con điều gì? Tính chu vi hình tam giác. Vậy để tính được chu vi hình tam giác, các con phải làm gì? Con còn nhớ không? Chắc chắn là các bạn sẽ trả lời được rồi. Để tính được chu vi của hình tam giác này, chúng ta chỉ việc tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác này đó con. Cô có một bài mẫu trình bày sẵn như sau, các con hãy cùng quan sát nhé. Lời giải chu vi hình tam giác là cô lấy độ dài ba cạnh của hình tam giác cộng lại với nhau, cô có phép tính 7 cộng 10 cộng 13 bằng 30 cm. Đáp số 30 cm. Còn bây giờ là nhiệm vụ của các con đây. Các con hãy tiếp tục trình bày bài toán với câu B. 20 dm, 30 dm và 40 dm. Và câu C. 8 cm, 12 cm và 7 cm. Còn chần chờ gì nữa, các con hãy lấy vở ra và nhanh chóng trình bày vào vở của mình đi. Nhớ lưu ý viết thật nắn nót các con nhé. Các con đã xong chưa nào? Cùng kiểm tra với cô nhé. Ở câu B, tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 20 dm, 30 dm và 40 dm. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Chu vi hình tam giác là 20 cộng 30 cộng 40 bằng 90 dm. Đáp số 90 dm. Cô có lời khen cho những bạn nào đã nhăn mắt nhăn trí phát hiện ra đơn vị ở đây là dm đó các con. Ở những bài sau, các con cố gắng phát huy nhé. Tiếp tục với câu C. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 8 cm, 12 cm và 7 cm. Kết quả của chúng ta sẽ là chu vi hình tam giác là 8 cộng 12 cộng 7 bằng 27 cm. Đáp số 27 cm. Các con đã làm chính xác hết rồi đúng không? Hãy cùng với cô bước tiếp qua bài tập tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo chính là bài tập số 2 trang 131 có nội dung như sau. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB bằng 2 cm, BC bằng 5 cm và CA bằng 4 cm. Bài tập này tương tự như bài tập 1 trang 130 mà các con đã vừa thực hiện. Tuy nhiên, cô lưu ý với các con khi đặt lời giải, chúng ta nhớ tên của tam giác nhé. Còn bây giờ, các con hãy thực hiện vào vở đi thôi. Các con đã hoàn thành xong chưa? Cùng kiểm tra bài với cô nhé. Bài giải chu vi hình tam giác ABC là 2 cộng 5 cộng 4 bằng 11 cm. Đáp số 11 cm. Các con ơi, chúng ta đã vừa vận dụng cách tính chu vi hình tam giác để giải hai bài tập rồi đấy. Bây giờ hãy cùng với cô qua bài tập tiếp theo nhé. Bài tập 2 trang 130. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là A 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm. B 10 cm, 20 cm, 10 cm và 20 cm. Ở bài tập này, đề bài đã cho các con điều gì? Câu hỏi này đã không làm khó được các bạn nhỏ nhăn trí của cô đúng không? Đề bài đã cho chúng ta độ dài các cạnh của hình tứ giác đó con. Ở câu A, độ dài lần lượt là 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm. Với câu B,
Các cạnh có độ dài lần lượt là 10 cm, 20 cm, 10 cm và 20 cm. Vậy đề bài hỏi các con điều gì? Đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình tứ giác. Vậy để tính được chu vi của hình tứ giác, các con phải làm sao? Đúng rồi, chúng ta sẽ tính tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác thôi. Và bây giờ hãy nhanh tay trình bày vào vở nào. Các con đã có kết quả chưa? Cùng kiểm tra với cô nha. Ở câu A, tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm. Kết quả là chu vi hình tứ giác là 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 bằng 18 dm. Đáp số 18 dm. Các con nhớ dò đúng đơn vị của bài toán nhé. Với câu B, các cạnh có độ dài lần lượt là 10 cm, 20 cm, 10 cm và 20 cm. Chúng ta trình bày như sau. Chu vi hình tứ giác là 10 cộng 20 cộng 10 cộng 20 bằng 60 cm. Đáp số 60 cm. Các con đã làm chính xác hết rồi phải không? Còn bây giờ tiếp tục với một bài nữa nhé. Bài tập số 3, trang 131. Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh là DE bằng 3 cm, EG bằng 5 cm, GH bằng 6 cm và DH bằng 4 cm. Hãy tính chu vi của hình tứ giác đó. Các con nhớ nhé, ở đề bài này, hình tứ giác của chúng ta có tên, do đó khi viết lời giải, các con lưu ý nhớ viết tên của hình tứ giác nữa nhé. Còn bây giờ hãy làm bài đi thôi. Xong chưa nào? Cùng kiểm tra với cô nào. Để tính được chu vi hình tứ giác DEGH, ta thực hiện như sau. Chu vi hình tứ giác DEGH là 3 cộng 5 cộng 6 cộng 4 bằng 18 cm. Đáp số 18 cm. Quá dễ đúng không các con? Bây giờ hãy cùng với cô đến với bài tập cuối cùng nhé. Bài tập số 4, trang 131. Tính độ dài đường gấp khúc A, B, C, D, E. Các con hãy quan sát hình tập kỹ đi. Các con ơi, ở đề bài này, đề bài đã cho chúng ta điều gì nào? À đúng rồi, đề bài đã cho chúng ta đường gấp khúc A, B, C, D, E đó con. Vậy đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? À, đề bài yêu cầu chúng ta tính độ dài đường gấp khúc. Vậy các con còn nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc mà cô đã hướng dẫn cho các con không? Đúng rồi, để tính được độ dài đường gấp khúc, các con sẽ tính tổng độ dài các đoạn tạo nên đường gấp khúc đó. Do vậy, để tính được độ dài đường gấp khúc A, B, C, D, E, các con hãy tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD và DE. Vậy thì hãy nhanh chóng trình bày vào vở của mình thôi. Ten ten, hãy cùng kiểm tra với cô thôi. Để tính được độ dài đường gấp khúc ABCDE, cô trình bày như sau. Độ dài đường gấp khúc ABCDE là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12 cm. Đáp số 12 cm. Nhưng các con có phát hiện ra điều gì không nào? Ở đây, độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc này đều bằng nhau và đều bằng 3 cm đó các con. 3 được lấy 4 lần, do đó cô còn có một cách trình bày khác. 3 được lấy 4 lần, cô chuyển thành phép nhân. 3 nhân 4 bằng 12 cm. Vậy các con hãy trình bày theo cách nào cũng được các con nhé. Và bây giờ là câu B, câu cuối cùng của bài tập. Tính chu vi hình tứ giác A, B, C, D. Các con hãy quan sát thật kỹ hình nhé. Đề bài đã cho các con điều gì nào? Đề bài đã cho các con độ dài các cạnh của hình tứ giác A, B, C, D rồi đấy. Và các con hãy quan sát thật kỹ độ dài của chúng đi nào. À đúng rồi, độ dài của chúng đều bằng nhau và bằng 3 cm đúng không con? Như vậy, các con có hai cách để lựa chọn khi tính chu vi hình tứ giác này. Các con hãy trình bày bài của mình đi nào. Cùng kiểm tra với cô. Chu vi hình tứ giác ABCD là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12 cm. Đáp số 12 cm.
Hoặc một cách giải khác, chu vi hình tứ giác ABCD là 3 x 4 bằng 12 cm. Đáp số 12 cm. Các con ơi, như vậy là hôm nay các con đã tìm hiểu rất tốt về chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác và cách tính của chúng. Các con còn vận dụng chúng để làm bài rất là tốt nữa. Thì ở nhà các con nhớ ôn lại cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời các con có thể vận dụng chúng vào cuộc sống. Các con có thể lựa chọn những đồ vật có dạng hình tam giác, hình tứ giác và tính thử chu vi của chúng nhé. Bây giờ thì tiết học đã kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những bài học sau.